Anh em không chào chị Đại à? Chị Đại ở chiến trường à? Chào chị Đại. Cái gì mà trứng trên trứng dưới tùm lum vậy? Ủa chị Đại mà. Mình là chị ngầu, chị trẻ nữa. Chị Đại 2020 hả? Ê hả? Chị Đại 2022 hả? Chưa sợ. Hey, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Ngày hôm nay mấy chú cháu mình sẽ đi ra hoạt động sinh tồn nha mọi người. Ủa bữa nay sinh tồn gì không? Bữa nay mấy chú cháu mình sẽ đi làm một cái clip rất là quan trọng nha mọi người. Nói gì không? Đi lượm mót nha. Hả? Ủa lúc gần gì có dưa hấu mà mót không? Ủa người ta trồng lúa mà mót dưa hấu ở đâu mày? Ờ hen. Mày nghe từ mùa gặt lúa không? Nghe. Út đi mất lúa đó mày. Hả? Vậy làm cớ ăn hả mày? Đúng rồi. Không ơi, vô vấn đề chính đi không? Chín mới chịu chứ sống không chịu phải không? Chín chứ không? Chín mới ăn được, sống phải sao ăn được? Chín, ăn chín uống sôi. Tụi con thấy ngoài đồng lúc này người ta cắt lúa chưa? Được rồi. Đốt gom chưa? Được rồi. Người ta bán lúa hết chưa? Được rồi. Người ta xài tiền hết chưa? Được rồi. Ở vô chưa? Tự nhiên không hỏi mấy vấn đề đó chứ không? À quên. Rồi, tao biết Út làm gì vậy? Tao chục bán cho người ta chứ gì? Người ta giữ kỹ lắm, không có con dịch nào lạc đâu. Nó lộn nó dịch không ta? Không, ta đang ngủ bay trường. Ui, dịch lạc nhóc đậu nè. Nam nói xém đúng rồi tụi con. Xém đúng hả? Vậy là bữa nay mình đi mót không? Đi mót, mà mót không phải này là mót của cái con dịch lạc. À, con biết rồi, cộng lông dịch. Vậy đó cậu, vậy đó cậu quá. Trời lạnh quá làm bậy điếu cài. Nghe danh công tử Bạc Liêu. Ôi nghe danh công tử Bạc Liêu. Lấy tiền luộc trứng. Lấy tiền luộc trứng. Trời trời, giờ này ra mốt dịch về he mà. Lấy tiền đốt lên em. Ăn một cái nó đã. Được á. Có tiền không được? Thôi để lấy tiền nó đi mua trứng dịch đi. Không thuốc có hại sức khỏe và có chất kích thích nha mọi người. Hả? Gì có hại cho sức khỏe nha mọi người. Ngày hôm nay mấy chú cháu mình sẽ ra ngoài đồng đi mốt trứng dịch lạc. Wow. Ôi và cuối cùng cái chỗ nào là cái gần cổ? Cái này đốt. Bên đó hả? Ủa sao nhiều lỗ vậy? Ghê không? Rồi. Rồi. Ghét quá. Cái đầm chéo dây nè. Sẵn sàng chưa tụi con? Sẵn sàng. Đi bạn về qua sông nè. Đi bạn lại. Ở dưới quê mình à, sông này rất sạch sẽ nha mọi người. Ủa cái thả kìa. Bỏ im đi, tôi đang giới thiệu. Ồ cái gì màu vàng đó kìa. Cái gì vậy? Dù gì quê hương cũng đụng cái hộp. Quay nó chạy vừa vừa thôi. Quê cái sông này à, chỉ có dài đụng rác cái gì. Đây nè mọi người, nãy giờ chú lụm mà đã lắm, cảm giác rất là đã nè, quá nhiều luôn. Nam mốt dịch lạc đi Nam. Nam sợ dịch kìa, đi đây. Đây mọi người, mấy chú cháu mình sẽ đi theo mấy cái bầy dịch này nha. Nhưng mà mấy chú cháu mình không có đi vô cái bầy dịch, mình chỉ đi sau lưng bầy dịch thôi. Nghe cái gì à? Cứ xuống hai trứng, hai trứng. Có hả? Sao không? Không. Dục mạnh vô. Hả? Anh dục mạnh vô hồi ăn gì? Đi kiếm đi. Wow, con nhỏ béo này hú hú tràn điện không? Một trứng đậm. Anh không được, em hú được hay gì? Lao quá anh cũng nói, hú quá cũng nói. Giờ anh muốn làm sao? Nhìn im quý. Đừng chứng này. Ủa, kêu mày im mà sao mày nói? Để nghe. Trứng dịch này ngót luôn mọi người ơi. Này. Wow. Ow, tí nữa. Gì hả? Đây. Nam Lục phát hiện được một trứng nữa nè. Ủa đã rồi. Nãy giờ hai ba trứng cũng khá nhiều luôn. Wow, đây có trứng. Cái trứng ở ngoài đồng đó, nó không phèn lắm nha mọi người, mình phải chà cho nó sạch nha. Nè cảm tôi. Hiếu mặt á. Chở đi em chụp cho lẹ. Sao mày không đi đây đây, sát tôi nè. Anh chở đi em là thú ngô mà nghề của em đó. Wow. Trời. Lẹ đi. Mày chắc chưa? Anh an tâm đi, cứ tin tưởng em. Em chụp cứ coi dữ. Con nhân này mập làm biết gì chứ. Đi đây chừng 5 bước như vậy không đi nổi hay gì á. Rồi, mình chuẩn bị tinh thần chưa? Rồi chưa? Thiệt không? Thiệt, vô, lẹ đi.
Thằng này láo nè, để tao chỉ đội một cái nha, không được mày tới xấu với tao. Một, hai, ba. Chúng rồi Phong ơi. Oh my god. Chúng rồi. Chết nhỏ rồi. Trời, trời ơi. Không, không ơi. Anh Phong, cha nó nói là tướng nó bự lắm, không chết đâu. Anh chạy đi. Oh no. Chứ mà nó tội nghiệp quá. Cái tội là biến nha. Dạ Phong, tội cho mình đâu. Các bạn không nên làm biến nha. Làm biến thì có kết cục giống như Hiếu Mặt vậy đó. Đây. Mày chết cục lắm. Không phải tụi mình là không phí đâu nha các bạn. Tại Hiếu nó chụp hộp nha. Mày nó không có lãng phí đâu. Mày cho tao ăn 3 trứng chết luôn. Còn nhận Hiếu Mặt này ở giờ chứ. Nước dịch nè. Nó đã đại tiện tiểu tiện đây mà nó dám nằm xuống đây trời. Chỉ là đi mất trứng dịch thôi mà. Ôi nước gì mà mát dữ trời. Ôi nước mát xả vô nào ta. Mấy dịch này hay tiểu tiện đại tiện như đây nè. Ôi nào nói à, nào nói vậy, nước mát chết. Thôi là anh té đó, anh không té là cũng tới công chuyện em rồi. Tao biết mà, nên tao giả bộ té thôi, mày hiểu chưa? Hai công nhận nước này mát thì chứ, mình nó biết cảm nhận con Hiếu Mập nha. Nhưng mình chưa cam tâm lắm, mình sẽ cho Nam tắm. Mình đã tắm, mình sẽ cho nó tắm thôi. Cái trứng ngoài đồng đó phèn khô à, cái mình chả cái trứng nhắn hả? Giờ sẽ trở thành lứa đặc công để đi săn vịt đêm. Ê tụi con ơi. Dạ. Ờ đi ra đây nè. Cổ rồi vịt nó ăn. Cũng quay không biết gì hết á. Đi ra đi con. Quay nè. Quay đi. Ơi, Hiếu nhảy lội trứng nó luôn nè. Không thiệt. Hiếu nhảy lội trứng luôn. Lội trứng rồi, coi trứng của mày có đồng đều không? Như rớt hết trứng rồi em ơi. Có đâu? Không có. Nhảy bé được cái trứng đó. Phong ơi, cầm em cái túi Phong. Ok, làm gì mày? Em nghĩ sao cho coi. Được không? Trời ơi, em không này rớt về. Làm bị diễn trước. Em nè, thôi hai thằng bị diễn cùng lúc đi. Ok. Nè, cao với ngực đâu. Áo cả trời. Ê thật. Ê thật hồng. Trời ơi. Ê, nói lại rồi xong. Nhiều khi tôi nhớ em thế này. Lúc cái hồi em. Ờ cái trứng nó nằm sâu quá mấy chú cháu mình không thấy. Nào ơi, lỡ không được không đập nồi đi. Ôi đi đạp luôn. Thôi vậy để em húp luôn Phong ơi. Ok. Ủa lắm. Mày đi húp đi. Tôi nhiên đang đi cái đạp luôn trời. À dọn qua mấy ruộng cái bên nha, mấy ruộng này mới ăn sáng. Mọi người ơi, bị đỡ cho Dương Cao, sẽ qua phẩm nha. Để tao thực hiện cho tụi bay xe một cú nhảy ngoại ngục nè. Thôi đúng không rồi, anh đưa cái đùm cho em đi. Đùm gì mày? Đùm chân á. Đâu? Đâu? Vậy? Đâu? Đâu? Trời anh bị le hả? Đâu? Đô. Tao lao mày. Ủa nó cái đùm này mà anh nghĩ gì vậy? Ờ, mày ra đi đứng nhảy mày coi nè. Đúng không Phong, coi chừng cắm đầu xuống gãy nguyên hàm răng đó. Cứ tin đỡ tao, tao nhảy qua đầu cho mày coi nè. Trời ơi, anh ta đắp đất khá là an toàn. Giờ tiếp mình nha mọi người. Mình sẽ thực hiện cú gì của anh ta? Cú đấm khác hay rồi. Không. Giờ làm cú khác rồi. Đây là cú của mèo. Đắp đất luôn rồi. Đây mọi người, chăn vịt rất là cực khổ nha. Giờ mưa gió cuốn lưới. Ngày mai đi đồng khác hả anh? Dạ. Tụi mình nó dơ nha, tại vì lỡ dơ, dơ luôn. Dơ luôn hả em? Ok, dơ luôn. Ui. Mấy này công nhận giống điên, chứ chạy, lụm cái chết hả? Chứ mày sao mà họ dành dần mà nó kiếm một trứng nha, kiếm một trứng nó chỗ động. Quá có trứng kìa. Chào các bạn nha.
Mình mới tốt rồi tắm mỹ về. Hả? Để trong coi cái nó đồng chưa. Nó lép quá. Nam thấy cái đồng chưa Nam? Đồng rồi đó, hai anh em đó. Thôi mày ơi. Mày chỉ kêu xung xung hồi tốt đồ giả nè. Mở ra đồ chơi một trứng sao đồng mày. Đây nè. Ba viên phải để dưới cho đủ ba viên. Thấy cái đồng rồi đó. Đúng kìa. Đồng rồi, đồng rồi. Đúng thể nổ luôn rồi kìa. Quá. Đúng vậy có khi nào lộn không? Hả? Lộn chết luôn. Quay. Nhỏ chứ cái gì không? À. Nè. Nè 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 nè. Nước trong thấy nè mọi người, nước sâu. Đó, thấy chưa? Anh em không chào chị Đại à, chị Đại ở chiến trường à. Vậy em chào chị Đại. Cái gì mà trứng trên trứng dưới tùm lum vậy? Ủa chị Đại mà. Mới là chị Đầu, chị Sệ nữa. Chị Đại 2020 hả? Ê hả? Chị Đại 2022 hả? Chị sợ. Ê! Nhau! Không chị Đại chị Đại một này mua đâu? Ê! Gắn nè! Ê! Gắn nè! Gắn nè! Gắn! Con gắn chết rồi, gắn nước. Chưa à? Chưa à? Chị Đại sao cuốc chị Đại không có đồng đều hết cho à? Bên dài bên ngắn. Dài gắn chê tao hả? Chứ người không thương Mỹ phù hợp 5 tỷ không? Không, chị đẹp lắm. Tao mà. Dạo này đàn em mình bị bắt rồi, không biết giờ nó ra sao. Chào chị Đại nha. Hả? Hả? Thằng ba về nào hả? Về, mới vừa về xong nè. Mới vừa về xong nè. Lộn gặp chị nè. Lâu ngày không gặp sao mà gâu không vậy? Ở trong tù có lưu lam á gì? Nghe. Mày thấy thân tao mới có 10 năm mà sao mày nhìn mày già quá à? Thì già đúng rồi, hồi đó em đi tù là em 4 mấy tuổi rồi. Nhớ đó mày cao hơn tao mà, giờ mày đụng vậy? Thứ đất không? Mày chổng ăn cái gì đâu, không đụng. Ở trong đó ăn cơm, nước mắm, nước tương không? Lấy gì mà không đụng? Mày thấy mày cao nè. Được. Sao? Này ăn nãy vô dành nè. Dành đâu? Dành đồ ăn nè, nguyên nổi lấy hết nguyên nổi của tao. Ai kêu mày không ăn chi? Gán ăn sống qua ngày đoạn tháng thôi chứ. Ủa sao chị Đại ngoài này không có dài hết chị Đại? Trời ơi, đi thấu phục hình Mỹ hoài gì? Wow. Chị Đại gì phẫu thuật thẩm mỹ gì kìa? Người ta cắt ở giữa chưa cắt cái hai cái đùm. À thì ra là vậy. Hồi thấy hàng bay rồi, cũng có gì ăn nên tao sẽ bồi bổ. Hả? À. Trời trời đồ đỏ nhưng mà tướng thiệt ha. Trời ơi tưởng gì. Để tôi lẫn hai cái đùm ra. Đó. Thôi chị Đại ăn mình đi, em không ăn đâu. Thôi ăn thôi bị ngọng. Thôi chị ăn mình đi. Để tao lấy đi ăn bữa mày ơi. Chị em đi đi chị Đại. Mày đi mà. Ủa mày làm gì mày? Đáp chứ hộp vịt lộn. Có bán không? Có. Nhiêu ngàn ký? 200 ngàn ký. Gì mày? Chứ vịt lộn bán ký. Cái gì? Cậu chơi đó. Rồi, có bốn cái chân rồi. Chạy đi. Chạy đi. Ăn được có mấy cái vịt lộn cũng bị ăn cướp đó. Bươi chứ mày. Bươi đi đẻ chứ làm gì? Hả? Mày cũng biết đẻ hả? Đi ra cho đây tiền. Hả? Mới đâu đẻ giờ lại tiền. Cuối cùng mày làm vậy? Ngồi xuống nhâm nhi ngồi mưa chút coi. Nhổng lên mới đẻ được quên. Để đẻ vào trứng coi. Sức mạnh mặt trời cứu lên. Wow. Mình khỏi được trứng luôn. Bỏ mấy ngày nơ giờ mới ra được. Ôi ôi. Ê lụm lụm cột quá. Thầy Nam để kỹ. Thầy Nam lâu lâu đi lộn một hai cột thông cảm đi. Tại có khi đang mệt cái gặn ra cục đen vậy đó. Cảm đi. Thôi giờ tao đi lụm Nam ơi. Giỡn hoài. Thôi miếng gỗ nước trong. Miếng gỗ nãy tính ra cũng nghèo quá. Tại vì nước không trong nha mọi người. Miếng gỗ này trong dễ thấy. Ôi gì nè. Nếu mà lượm được mấy cái tên bài đó kìa. Đếm bà. Wow. Ghê không? Lượm đuôi chích lạc nè mọi người. Giờ đâu có trong chuồng nha. Đùa. Tao ra đường vậy đây, dịch cò. Bắt gì nuôi được. Nó đi lạc lâu lâu có con vậy. Chào con nha, chúc về vui nợ của thầy. Wow. Một con vịt. Ủa con này mới đẻ cái hả ta? Nè mọi người xem nè. Nước trong trong mình nó nằm dưới nước mình cũng thấy nữa nè. Đây. Thôi thôi để Út lượm. Nãy giờ Út chưa lượm được trứng nào.
Cây một trứng. À đây. Công nhận vịt này đẻ nhiều thiệt. Ê chạy đâu? Nó đẻ cái đống cái lèn luôn. Rồi nó mớm vậy đó. Ừ. Chắc cái bụng nó cỡ bụng hiếu à. Thả nó đi tụi con ơi, đừng có bắt nó, để cho nó sống rồi. Lại bò đó. Nam thả đi Nam, bị thả đưa nó lên bờ. Đây là thành quả hôm nay của mấy chú cháu mình nè mọi người. Nhiều trứng tụi con đếm mày. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 trứng. Anh nào ăn hiếu cảm trứng là 21 trứng. Anh Phong, 21 với 8 là nhiêu anh Phong? Là 29. Ồ, hôm nay được 29 trứng luôn. Ê, bạn mày có 27 trứng à? Trứng tao không tính nè. À, 24 cây xúc xích nữa. Ủa ơi, có trứng với có xúc xích gì mà nấu mì ăn đi Út. Chạy 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 chưa hết. Tính được ăn rồi. Ờ cái gì có trứng có xúc xích nữa. Xúc xích đâu? Mày đầu tư. Hồi nãy mày nói có xúc xích mà. Út ơi. Hả? Hồi nãy anh đạp được mấy cái trứng bể hết trơn luôn. Bộ anh cố tình hay gì anh nói đạp được. Ờ cố tình đâu. Sao không thấy thôi. Út ơi. Hả? Giờ mình làm đường đua đi Út. Út cầm giùm con đi. Làm đường đua mình đua ai vô. Có chồng trước người là người đó không được cầm. Con lặn đi Út. Ủa hay chạy đua dưới nước chưa? Chỗ anh em mình sẽ đua nha. Ai Nam vô bạn đi Nam. Bây giờ mình sẽ bỏ xăng luôn nha. Mấy mạnh đó. Như dít ngàn rồi. Không còn no lắm. Cứ 50 độ bánh găm nè. Nè bật chìa khóa lên. Gì vậy? Bật chìa khóa vô sao rung dữ hả? Thì lên máy quay cùng chứ. Ồ vậy đó hả? Còn cơm mới dầu. Thôi thôi mình đứng dậy mình chở bình thường Út ơi, giờ mình nằm xuống đi, trong cái Út đi 1 2 3 ngồi dậy chạy, giờ tao quy định là đích hơn đó nha. Ok. Hả? Không phải làm gì vậy? Tao đang đi hơn đó. Tao nói là cái mục đích nó nằm ở hướng đó. Thôi thở cỡ gà đi. Nằm xuống. Thôi nằm đây. Quá là quạng. Mày nằm đàng hoàng coi, Út đi 1 2 3 là chạy nè. Để đề máy thứ nha mọi người. Máy hết đá rồi. Ra chưa? Hết đá rồi, gần ra, gần ra. Rồi, động cơ mới dậu nè. Cách, cánh, cánh. Cái máy của mình nghe. Bật chìa khóa lên rồi chạy rồi. Cái máy dầu gì chạy, chạy cái lúc bị đập đầu á. Đợi cái máy dầu lát bị công, xung cảm đi. Ủa cái lát thầy công rồi, hết rồi. 1, 2, 3 đúng rồi. Chạy đến đây luôn đúng rồi. Trời ơi. Nè tụi con đói bụng không mà chạy? Không. Tưởng đâu đó thì đây có con gắn sền. Léo ơi Điếm nha. Dạ. Một. Ôi, gian à. Hai. Hai gửi. Mới có hai gửi hà. Nam nằm xuống coi anh Giang. Anh Giang làm chó. Một. Một gửi. Hai ba chạy. Quá tốc độ. Ủa ai thắng mày? Em thắng rồi đó, nãy em chạy vào bờ kinh em thắng hết rác nha, em đã cấm đầu bờ kinh rồi. Trời, tưởng đâu dẫn mà đi thắng được nước mỡ chứ. Rồi về anh em ơi, về làm mì ăn. Cơ. Ê, thằng Hiếu kìa, bắt mày ăn luôn, nó có mì kìa. Mì lóc thái luôn chạy. Cái này mang tính chất minh họa thôi, chứ ăn không được đâu, ăn vô là bất tử. Ờ. Ây da, bị gì kìa. Dạ. À. Dạ. Dữ lắm rồi. Sao? Tự nhiên áo đào gì đâu á. Sao? Chạy gọn là mấy con gà đâu chạy luôn hả? Thôi rồi, đưa tôi còn lâu rồi, không biết thua rồi. Vậy chạy đua nữa không? Ai thua cầm tôi. Ờ, đua đi ra cho bể hết đi. Đâu ra cái cốt mà còn chưa biết dịch nữa. Thế còn đuối kìa. Lúc dịch luôn. Tao biết rồi, tao chết thôi. Quê rồi. Hiếu lên Hiếu. Ôi, Hiếu đổ mất lông dịch luôn trời, đã vậy. Hỏi cho Hiếu ăn mì lông dịch đúng rồi. Ờ, mì lông dịch trộn với lông dịch ăn rất là bổ béo. Nhiều gì đâu mấy anh? Nè. Dạ. Ủa? Tôi phải đâu với bự vậy? Vậy em phải em ơi. Hả? Trong hộp á. Ủa bữa trước mình ăn mấy anh? Trong hộp một lần ha. Lẹ gì bự vậy? Tôi phát mình có bự được vậy. Ôi, một đồ mình luôn kìa. Ê, dép của Hiền Nam kìa. Ủa, Hiền Nam xuống đây Hiền Nam. Trời ơi, dép kia sao giống của mình với ta. Ủa, mình đứa nào?
phình nước của mình nhỏ mà, phình nước của người ta mới bự. Chạy chạy mày, chạy đi. A few moments later. Giờ trời cũng gần tối nha mọi người, với cháu mình làm mì trứng ăn cho nó đơn giản nha. Wow. Ủa, đồ món gì phức tạp không? Như trứng luộc nè, trứng nướng nè, trứng ốp la nè. Nó món trời phức tạp chứ. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn nha. Wow. Mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn trứng luộc nha. Ủa, luộc trứng nào Hiếu? Ủa, trứng ốp la mà. Cái lộn, trứng ốp la nha mọi người. Công nhận giờ cái đây ăn mát thiệt. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn mì với mình nha. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn trứng ốp la với mình nha. Nhìn em là phù thủy, em sẽ biến ra một cái trứng nữa. Chị vô đây rửa đi cu. Sát bên thôi rồi kìa. Rồi biến rồi vỏng luôn. Ừ, lại vào nước à. Nè cảnh nè. Ê, chiếc nào? Chiếc nào? Thôi lấy hai chiếc đi rửa luôn đi cho chắc ăn. Mời mọi người cùng ăn mì tôm với mấy chú cháu mình nha. Hết nè, trời mưa mấy chú cháu mình có mì trứng ốp la nha mọi người. Món nướng là món chính của mấy chú cháu mình, anh định đã quên luôn hả? Quên đâu quên, tại nhờ trời mưa mới có ăn đó. Mà dám mua quà cũng được. Hả? Hả? Là... mọc mau với ta. Ăn là nghề của em. Tao biết mà. Hàng chi mấy tao nói mày lo mày ngồi mày ăn không? Không nhớ thì thử của nó tới 6 cái mì hả mấy anh? Dạ bữa tao thắng. Dạ anh, 6 tôi, 6 tôi gửi. Tao gửi đâu? Thằng Hiếu là 2 gói chưa thấm gì nó đâu. Phải 10 gói. Công nhận mấy anh quá khen, quá khen. Mày ăn mà nói gì? Giỡn mày làm gấp 10 lần để mấy tao khen mày liền luôn á. Ủa lòng đào. Ủa anh Phong ăn mau với ta. Nám ăn mà nghe tiếng ọc ọc luôn. Người ta hút rồng rồng mà nó ọc ọc cái kỳ quá. Theo như nói thì mặt mới đúng á. Ủa sao mày nghe kỳ mà mày nói tao. Công nhận đi, nửa ngày trời lụm một đống dịch dạ không nổi luôn. Cô này ra một cái là bà dịch nó ra chỗ khác, cái là mình lụm biết bao nhiêu. Bữa nay mấy chú cháu mình ăn trứng vịt ốp la ngon ha. Dạ, bao ngon đúng rồi. Tuy là cái món ăn đơn giản nhưng mà rất là ngon mọi người, làm nhanh nữa. Thôi tối là mấy chú cháu mình vô nghỉ ngơi hết tụi con. Dạ. Video của mình đến đây cũng xin kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Nếu mọi người thấy video lượm trứng vịt của mấy cháu mình vui, hãy cho mấy cháu mình một like, một đăng ký nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Bye bye.